Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, xin mời quý vị cùng với chúng tôi chắp tay lại niệm danh hiệu Bổn Sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng tâm tâm vi diệu pháp thiên quang kim đàn tam bồ ngã kim kiến văn đăng tổ trì nguyện dẫn những lai chẳng thường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học tiếp về cuộc đời của Đức Phật. Và như kỳ trước chúng ta học về cuộc đời của ông Cấp Cô Độc, là vị đại hộ pháp của Đức Phật. Qua cái câu chuyện mà giấu tài sản của cải của ông ta khi bị lục lọi cuốn trôi, ông ta cũng không có sờn lòng, cũng tiếp tục cúng dường Tam Bảo, tiếp tục hộ trì Tam Bảo, và ngay cả thọ thần tìm cách này cách nọ để hại ông ta, cũng như là ngăn cản ông Cấp Ô Độc không có hộ pháp nữa. Nhưng ông ta cũng dứt khoát giữ vững cái niềm tin đối với Tam Bảo. Do đó sau này Thọ Thần lại bị phạt, cho nên cuối cùng lại sám hối và được vua trời Đế Thích khuyến khích là phải tìm lại những cái vàng bạc của cải mà bị bão lụt cuốn trôi đó cho ông Cấp Cô Độc. Và Thọ Thần làm theo, và từ đó về sau không những ông Cấp Cô Độc lấy lại những củ cải của mình nó đã mất do nước lục cuốn trôi, mà còn giàu thêm nữa. Thọ Thần dâng cúng cũng như là hỗ trợ ông ta lấy lại những cái của báu, kho báu ở dưới đất. Thì qua câu chuyện này đó, chúng ta thấy ông ta tuy rằng là cư sĩ, nhưng để lại cái tấm gương lớn cho hàng Phật tử chúng ta. Suốt cuộc đời hy sinh vì đạo, vì pháp, luôn hết lòng hộ trì Tam Bảo. Và chúng ta cũng nhớ câu chuyện Ngài Phú Luna, chúng ta cũng có học qua đó. Ngài muốn đi qua xứ khác để hoằng hóa, nhưng Đức Phật lại nhắc qua xứ đó dân tình tâm tánh còn thô tháo, có thể hại ông cho đến giết hại. Và Ngài Phú Luna cũng bạch với Phật rằng là dẫu họ có đánh, Ngài cũng không có sợ. Họ đánh thì cũng còn cảm ơn họ, họ chưa có hại thân của Ngài. Và khi Phật nói giả sử họ giết ông thì sao, thì Ngài nói nếu vậy thì giải thoát khỏi cái thân tứ đại này, thân năm uẩn này, nên với cái tâm kiên cố sẵn sàng hy sinh vì đạo để hoằng dương chánh pháp, đến cuối cùng Đức Phật Ngài chuẩn y cho Ngài Phú Luna để đi qua xứ đó để hoằng hóa, và sau này độ những dân chúng xứ đó. Rồi ở Việt Nam chúng ta cũng vậy,
Có một vị thiền sư khi đang tu trên núi, tự nhiên trong lòng cảm thấy xôn xao, ngày sau đó mới xuống núi biết được cái tin là nhà vua vào thời Hậu Lê đó, thấy chư tăng ni không có tu tập đàng hoàng đó, nên mới ra lệnh để đóng cửa chùa chiền đối tăng ni vào rừng vào núi tu. Thì vị này mới vào cung dâng cho nhà vua một cái hộp ngọc. Thì khi mà đến hoàng cung, binh lính ngăn ngài không có cho ngài vào, vì nói rằng nếu mà vào mà nhà vua gặp mặt á, nhà vua sẽ sân và sẽ ra lệnh mà chém đầu. Thì vị thiền sư này nói không sao, chết cũng không sao, miễn sao mà các ngài dâng cái hộp quý này cho nhà vua. Thì quân lính mới đem cái hộp đó dâng cho nhà vua. Nhà vua mở ra thì thấy một tấm giấy, mà tấm giấy trong đó ghi lại cái sự lời lạc của Phật pháp, từ khi Phật pháp mà truyền vào Việt Nam vào thế kỷ thứ nhất, thế kỷ thứ hai đầu công nguyên, cho đến thời đó, đến thời Đinh Lê Lý Trần, hộ pháp an dân như thế nào, và biết bao nhiêu thiền sư đã bước ra giúp nước, dựng nước thế nào, vân vân. Rồi cuối cùng nhờ cái đức của vị thiền sư này đó, và nhà vua mới chợt thức tỉnh, mới sám hối, mới thỉnh mời ngài vào cung để mà sám hối. Thì để sám hối đó, nhà vua mới cho tạc cái tượng, tượng là nhà vua quỳ xuống và trên lưng có tượng Phật. Đó là một trong những cái tượng độc đáo nhất, gần như trên thế giới không có cái tượng nào tượng Đức Phật ngồi trên lưng một vị vua, tỏ lòng sám hối đó, do cái sự trần tình nhắc nhở của vị thiền sư này. Rồi thời cận đại chúng ta biết ha, là có Hòa thượng Quảng Đức đó, trong thời Pháp nạn năm 63 đó, ngài tự thiêu để đánh thức cái sự đàn áp Phật giáo của ông tổng thống Ngô Đình Diệm á, rồi như cả ngài Hư Vân. Cũng có một lần ngài đến núi Cư Túc, khi ngài đến đó đó có một ông tướng, ông tướng này ra lệnh là phá hết tất cả chùa chiền, đuổi tăng ni không còn cho tu trên núi Cư Túc nữa, không có cho tu nữa, vì theo ông ta đó, có những người tăng ni mà tu không được đàng hoàng. Thì ngài Hư Vân á, nghe như vậy đó, ngài mới đến doanh trại của ông tướng này. Và khi mà vừa đến cổng á, thì bên lính thấy ngài, biết ngài, và mới nói rằng đó, ngài mà vào có thể là mất mạng đó. Vì ông tướng này đang sân hận, đang oán ghét chư tăng ni, thì ngài nói có mất mạng cũng không sao, để tôi muốn đến gặp ông tướng này để trần tình về cái sự việc, và giải thích cho ông ta hiểu về Phật pháp. Và cuối cùng ha, thì quân lính mới cho ngài vào gặp ông tướng này. Thì mới đầu ông tướng cũng không có muốn tiếp đón ngài, và cuối cùng rồi ông ta cũng hỏi hỏi đạo Phật có lợi ích gì cho chúng sanh, cho đất nước. Thì ngài mới kể ra những cái sự lời lạc của Phật pháp, biết bao nhiêu người đau khổ về tâm linh, về tinh thần,
biết tu tập, biết chuyển hóa tâm niệm của mình, vân vân, và biết bao nhiêu vị đã chứng thánh quả. Rồi ngài mới nói tiếp là có phải trong quân của tướng quân ông tướng đó, tất cả mọi người đều xấu hay không? Trong đó cũng có những người xấu, cũng có người tốt, cũng có những người mà theo lệnh, làm theo lệnh của tướng quân, làm đúng theo cái nghĩa vụ của mình, nhưng cũng có người xấu không có làm đúng. Thì trong đạo Phật cũng vậy, cũng có những người tu tập chân chánh, cũng có những người không có tu tập đàng hoàng, vân vân. Nghe cái lời trần tình giải thích của ngài Hư Vân, cũng như là do cái đức của ngài, nên cuối cùng rồi ông tướng này sau này trở thành một vị đại hộ pháp cho ngài. Thì ở đây tôi muốn nhấn mạnh lại, nói lại những câu chuyện này đó. Thì đối với các vị thánh tăng, các vị thiền sư, các chư tổ, các vị cao tăng, các ngài không có màng danh vọng địa vị, các ngài không có tất cả là sợ chết nữa, sẵn lòng vì đạo mà hy sinh, nên Phật pháp mới được trường tồn đến bây giờ. Rồi sáng đêm tôi xin kể thêm qua những câu chuyện tiền thân của Đức Phật á, thì có một cái câu chuyện mà thỉnh thoảng tôi có kể vị nghe đó, là Đức Phật ngài trong đời tiền kiếp ngài là vị vua, rồi do cái đức của vị vua này, cho nên dân chúng trong xứ đó được sống hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng. Và có một ông vua xứ lân cận muốn đem quân xâm chiếm cái xứ của vị vua hiền đức này đó, nhưng không được. Và cuối cùng có một vị quan cận thần mới dùng cái mưu kế, mới nói cái vị vua đó đó, nói rằng vị vua hiền đức này đó nó có phát nguyện làm bất cứ ai xin cái gì ai cũng cho hết, thì thôi nên xin bệ hạ cho thần qua bên xứ đó đó xin ông vua đó cái đầu. Và đương nhiên xin cái đầu là mạng sống đâu có còn. Thì nhà vua đó đó mới thấy kế đó rất hay, thì vì quan cẩn thận này đó mới qua bên cái xứ của vua hiền đức đó, vào cung và gặp nhà vua, rồi mới xin cái đầu. Thì vị vua hiền đức này đó mới nói rằng được, ta sẽ làm theo những cái nguyện của mình, ta nói đâu làm đó, nhưng mà để cho ta 7 ngày để sắp xếp công việc triều chính rồi thì ta sẽ cho ông cái đầu. Thì lúc đó đó đương nhiên đó, quần thần trong hoàng cung, hoàng hậu, thái tử, hoàng tử vân vân, ai cũng ngăn cản vị vua hiền đức này đó. Ai cũng nói tại sao mà nhà vua lại làm như vậy. Thì nhà vua mới nói rằng đó, là thì ta đã phát nguyện bố thí cho chúng sanh tất cả những gì mà chúng sanh cần, và ngay cả cái đầu và cả thân mạng người ta cũng không có mang, và vì Phật pháp, vì sự phát nguyện hành hành Bồ Tát đó, nên giữ vững cái tâm nguyện đó, giữ vững lập trường đó. Và ngài cũng nói thêm á, là biết bao nhiêu đời là đã hy sinh cho những cái việc không đáng hy sinh, như hy sinh về ái dục, hy sinh về sự sân hận, hy sinh về sự cống cao ngã mạn, hy sinh vì quyền lực vân vân, bỏ mạng vì những cái sự tham ái, những cái sự sân hận, những sự ganh ghét đó đó, càng bỏ mạng thì càng tạo nghiệp đó. Bây giờ ta hy sinh vì đạo vì pháp, hành hạnh Bồ Tát như vậy, thì tại sao ngăn cản? Thì đây là những điều mà tôi thấy xưa lúc mà đọc qua những câu chuyện này, tôi nghĩ rằng
nó hơi huyền hoặc, không có thực tế, mà tại sao một vị vua mà lại hy sinh cái đầu cho một cái người mà gần như là cái kẻ thù của mình ha? Quan cẩn thận của con vua muốn đánh chiếm cái xứ của mình, hoặc là nếu mà nhìn qua những câu chuyện Phật xả thân á, là một vị thái tử mà xả thân cho năm con cọp á, vân vân. Thì từ từ chúng tôi mới chiêm nghiệm thật sự á, thấy trong cuộc đời của chúng ta đó, từ lúc mà chúng ta sinh ra đến giờ, nhìn xung quanh và chính bản thân chúng ta đôi khi mình cũng hy sinh về những thứ mà không đáng hy sinh về tham ái, ái dục, rồi càng hy sinh càng bỏ mạng đó, thì càng tạo nghiệp, rồi hy sinh vì những cái danh vọng địa vị. Như chúng ta nhớ câu chuyện mà Hàn Tín Đường Chôn đó ha, vì danh vọng địa vị mà phải hy sinh như vậy đó, rồi rốt cuộc lại cũng trắng tay, rồi rốt cuộc cũng có danh vọng rồi, chỉ tăng trưởng cái bản ngã thôi, giàu có danh vọng địa vị, tham ái gì đó đó, chỉ hưởng trong một đời rồi, những cái nghiệp mà mình tạo ra đó mình phải chịu phải trả. Nên qua những câu chuyện của các vị thánh tăng, các vị tổ, những tiền thân của Phật đó, chúng ta thấy rằng đó, trong cuộc sống của chúng ta, nếu mà chúng ta suốt ngày cứ hy sinh vì tiền bạc của cái, danh vọng địa vị ha, thì đương nhiên đó, mình chạy đuổi theo những cái đồ đó, những cái vật đó đó, những cái danh vọng đó đó, thì càng chạy đuổi theo mình càng khổ đau, càng tạo nghiệp nhiều. Nên khi mà chúng ta hiểu rõ Phật pháp thâm sâu, thì chúng ta mới quý mến Phật pháp, nhờ Phật pháp mà chúng ta mới biết cách tu tập, nhờ Phật pháp mà chúng ta mới biết cách chuyển hóa tâm niệm của mình, mà trên căn bản biết làm lành lãnh ác, rồi chính nhờ Phật pháp chúng ta mới biết được cái bản tâm của mình, mới biết được mình làm những gì mình cần làm, những gì không đáng làm. Nên đó là những chỗ mà chúng ta đã hy sinh, và ngay cả những người mà có cái tâm lành thiện nhưng mà họ bỏ mạng hy sinh theo tà sư ngoại đạo cũng vậy, cũng rất là uổng cho họ, nhưng họ cũng có tâm. Nhưng nên qua cái câu chuyện của ông Cấp Cô Độc á, thì sáng nay tôi xin nhắc lại những điều đó đó. Nếu chúng ta thấy rằng á, nhìn một đời đó, chúng ta nhìn rất là giới hạn, mà nhìn trong cái dòng sanh tử luân hồi này đó, đời này qua đời khác đó, thì chúng ta mới thấy rằng á, do Đức Phật trong những đời tiền kiếp hết đời này đến qua đời khác, ngày xả mạng hy sinh vì chúng sanh, chứ không có xả mạng hy sinh về tham dục, về danh vọng địa vị. Cho nên mỗi đời ngày càng tích tụ công đức, tích tụ phước báo, tích tụ trí huệ. Còn đối với chúng sanh chúng ta đó, Phật này dạy là điên đảo đó, mình cứ xả mạng vào những chuyện tham danh tham lợi, ái dục và tiền bạc của cải vân vân. Cho nên càng xả mạng chúng ta càng tạo nghiệp nhiều, càng dễ bị đọa lạc, rồi chúng ta không biết mình sẽ đi đâu. Nên khi mà chúng ta quý Phật pháp rồi đó, thì mình mới sẵn sàng có những cái tâm niệm hy sinh vì đạo, và gần nhất hơn những cái vị tổ ha, những vị thánh tăng. Và qua câu chuyện của ông Cốc Cô Độc ha, tuy rằng là một vị cư sĩ, nhưng để tấm gương lại cho chúng ta, nhất là quý vị Phật tử tại gia đó, quý vị có cái công hộ pháp, thì nhờ đó mà chư tăng chư ni, người xuất gia mới có thời gian công sức để hoằng dương Phật pháp được. Chứ còn nếu mà chư tăng chư ni mà lo những cái chuyện làm ăn buôn bán,
lo chuyện xe cấp cứu chiều hoài đó, thì đương nhiên đó, không có thể nào hợp với cái quyền của người xuất gia. Và ngược lại đó, nếu mà người xuất gia lại lo những chuyện người tại gia, hoặc là người tại gia lo những chuyện người xuất gia đó, thì nó lẫn lộn vậy thì chắc chắn là không thể nào mà giữ gìn giường mẫu của Phật pháp được. Nên mỗi vị hay mỗi chúng ta đều có một cái bổn phận, cái trách nhiệm khác nhau. Người xuất gia thì lo tu tập, lo hành dung Phật pháp, người tại gia hộ trì Tam bảo, có sự làm việc như vậy đó ha. Mỗi người mỗi trách nhiệm như vậy đó, thì Phật pháp mới được trường tồn, chúng sanh mới được an lạc ha. Nên sẵn đây chúng tôi xin kể những câu chuyện đó để nhắc nhở nhau, để chúng ta cố gắng vừa tu tập cho chính mình, giống người xuất gia, giống người tại gia. Cái gốc chính là có cái pháp để tu tập, để chuyển hóa tâm mình, đó là tu huệ. Rồi bên ngoài có cái những cái cách tăng trưởng phước báo, tăng trưởng trí huệ của mình. Tăng trưởng phước báo là mình giúp đời, giúp người, và nhất là quý Phật tử hộ trì Tam bảo là tăng trưởng cái phước báo, tăng trưởng công đức đó. Vì Tam bảo là ruộng phước điền của thế gian đó ha. Thôi trở lại câu chuyện của ông Cấp Cô Độc á. Sau đó đó, sau khi mà được thọ thần tìm lại những vàng bạc của cải đó, và hộ trì cho ông ta tìm lại thêm những cái kho báu đó, thì ông ta tiếp tục hộ trì Đức Phật và chư Thánh Tăng. Thì đối với chúng ta đó, có thể vì chúng ta không có huệ nhãn, chúng ta không có hiểu, đọc qua những câu chuyện này chúng ta cảm thấy như huyền thoại. Nhưng mà các vị mà có huệ nhãn đó, các ngài mới thấy được xung quanh chúng ta có biết bao nhiêu vị, còn những là có làm hữu hình đó, hữu hình là như chúng ta đó, con người, loài vật đó, và cũng như vị vô hình, chư thiên long thần hộ pháp. Thì chúng ta có tin hay không là quyền của chúng ta, nhưng mà có thể chúng ta hiểu được ha, cũng có biết bao nhiêu vị nếu có duyên với Tam bảo, họ cũng sẵn sàng hộ trì Tam bảo, và họ cũng như chúng ta, cũng có lúc họ vô minh vọng động, họ hãm hại người khác, hoặc là phá Phật pháp vân vân. Nhưng nếu mà gặp những vị đạo cao đức trọng, gặp đúng chánh pháp, họ sẽ quay đầu trở lại hộ trì Tam bảo ha. Rồi không những ông Cấp Cô Độc bị ông Thọ Thần này cản trở việc mà hộ trì Tam bảo, ông ta cũng bị biết nhiều người có cái sự ganh ghét đó, nhất là những cái vị mà theo những tôn giáo khác. Thì trong đây cũng có câu chuyện là một ông Bà La Môn cũng tìm cách này tìm cách nọ để hãm hại ông ta, ông Cấp Cô Độc á. Nhưng vì nhờ cái đức, cái phước lớn của ông Cấp Cô Độc cho nên ông ta vượt qua hết. Ông Cấp Cô Độc sau này cũng mới đến mà gặp Phật trình bày những cái sự khó khăn, những cái sự hãm hại của người khác, cái sự ganh ghét của người khác á. Thì Đức Phật là cũng nói đó, nếu ai mà có cái tâm lành, hộ trì Tam bảo, những cái đức đó thì sẽ tránh được những cái tai ương hoạn nạn, nhất là những cái sự ganh ghét của người khác. Nhất là nhờ biết hướng đến Tam bảo, biết hướng đến ruộng phước lành của thế gian, mà ông được tăng trưởng cái phước báo công đức. Sẵn đây chúng tôi xin nói thêm chút xíu đó. Thì chúng ta thấy đó, đôi khi trong cuộc sống hàng ngày, nhất là quý vị còn ngoài đời đó ha,
khi chúng ta làm ăn buôn bán ha, thì khi chúng ta phải giao tiếp với người này người nọ vân vân, thì cũng được người thương nhưng cũng Recording bị in người progress. ghét, và nhất là có những người họ ghét, họ ganh, họ muốn hại mình. Nhưng nếu mà chúng ta biết ha, nếu chúng ta có đức có phước hơn họ, thì dẫu họ có hại cái gì nữa, họ không có hại mình được, trừ khi trong đời tiền kiếp á, mình có gieo ân oán gì với họ, mình hãm hại họ gì đó đó ha, thì có thể mình phải trả nghiệp. Nên đừng có sợ những người khác họ hại mình. Mà như chúng tôi trình bày lúc trước á, mình chỉ lo là mình hiện tại có giữ được tâm lành hay không, khi mà họ hại mình, họ chửi mắng mình, họ vu khống mình, có giữ được cái tâm lành thiện đối với những người hại mình hay không. Nếu mình giữ được cái tâm lành thiện, nếu mình tha thứ được họ thì không có gì mà sợ. Thì cũng có thể mình phải trả nghiệp, nếu mình có cái phước báo lớn, thì không có ai hại mình được hết á. Một hôm á, ông Cốc Cô Độc chúng ta đến chùa gặp ngài A Nan, và mới thỉnh hỏi ngài A Nan là Đức Phật ngài thường đi đến chỗ này đến chỗ nọ để hành hóa, và những lúc mà ngài đi đó thì khi mà đến chùa thì không có gặp Phật, không có thấy được Phật, chúng ta cảm thấy luyến tiếc thì không biết làm cách nào để mà gặp Phật thường xuyên. Ngài A Nan đó, ngài nghe lời của ông Cốc Cô Độc nói như vậy đó, ngài mới bạch với Phật, và Đức Phật ngài mới dạy rằng là có ba cái cách, ba hình thức để tưởng nhớ lâu dài đến Phật, đến giáo pháp của ngài, đó là bảo tháp, đó là những thánh địa, như chúng ta biết là bốn chỗ gọi là tứ độ tâm đó ha, chỗ nơi Đức Phật ngài đản sanh, là vườn Lâm Tỳ Ni, chỗ nơi ngài thành đạo, cây cội Bồ Đề, chỗ nơi mà ngài bắt đầu giảng pháp, chuyển đến xe pháp, làm vườn Lục Uyển đó. Trong ba cái hình thức đó đó, và cái điều mà thích hợp nhất đó là cây cây Bồ Đề, là tượng trưng cái sự giác ngộ của Đức Phật á, cho nên ông Cốc Cô Độc mới đến đó đó, mới chiết ra một cái nhánh để đem về chùa để mà trồng ngay trước cổng chùa, để mỗi lần mà Đức Phật đi xa đó, thì ông ta cũng như là các vị cư sĩ đó, nếu không gặp Phật thì đảnh lễ cây Bồ Đề đó, cũng Đây chính là rồi. Đây tôi đang mang đảnh lễ bằng Đức Phật. rồi sao hai người ngủ sớm rồi mai thấy này trời đó chứ bận này lâu quá hết nổi rồi Vua Ba Tư Nặc cũng nghe cái điều đó được rất là hoan hỷ, ông ta cũng muốn đến Bồ Đề Trời để chiết ra một cái nhánh cây để đem về, nhưng mà ông ta lại nhường cái công đức đó cho ông Cốc Cô Độc, rồi từ đó về sau mỗi khi mà Đức Phật ngài đi xa, đi hoằng hóa những chỗ khác á, thì ông Cốc Cô Độc, ông vua Ba Tư Nặc là những vị Phật tử, nếu không gặp Phật thì thường đến mà đảnh lễ cây Bồ Đề đó, và đó là cái hình ảnh Đức Phật thứ hai, những lúc mà Đức Phật đi xa như vậy đó. Rồi nói về cái gia đình của ông ta đó, trong gia đình ông ta có vợ con rất yên ấm, trên thuận dưới hòa,
và vợ của ông ta tên là Puna Lakhana, nghĩa là nữ nhân quốc tướng, vì bà có một cái đời sống trưởng giả đúng như cái ý nghĩa tên của bà, và ai cũng yêu kính bà, vì bà thường lo lắng cho người xung quanh ăn hiền ở lành với mọi người, và cũng là một vị tín chủ rất thấm nhuần Phật pháp, lúc nào cũng theo ông Cấp Cô Độc để mà hộ trì tam bảo, cũng nhiều thức ăn, nước uống, thuốc men, chỗ ở vân vân cho Đức Phật cũng như là cho chư thánh tăng. Sau ông Cấp Cô Độc này đó, ông có 4 người con, 3 gái, 1 con trai, và hai cô con gái đó rất thấm nhuần Phật pháp, và cũng chứng sơ quả A-la-hán nhập lưu đó như ông Cấp Cô Độc, và ba nghiệp thân khẩu ý của hai cô này thường thanh tịnh và thường theo cái lời lối của gia đình, theo cái đức của người cha mình mà làm ăn buôn bán cũng như là hộ trì tam bảo, và hai cô cũng có gia đình, có chồng giàu sang. Nhưng cái cô gái thứ ba đó thiện căn vượt hẳn hơn mọi người trong gia đình, cô ta cũng có cái trí huệ phi thường. Lần đầu tiên mà cô ta nghe Phật thuyết pháp liền đắc quả Tư Đà Hàm, tức là quả Như Lai, quả thứ hai đó. Và từ đó về sau đó, tâm của cô ta thanh tịnh, cho nên không có chịu lấy chồng, vì không có muốn để thân tâm mình bị ô nhiễm trong tình yêu dục dục. Và mỗi lần mà cô ta thấy hai người chị của mình có gia đình thì cô ta thường cảm thấy tội cho hai người chị của mình, lo lắng cuộc sống gia đình của mình không có được tự do. Và cuối cùng cô ta tinh tấn tu tập thiền định và không có mà ăn uống, và cuối cùng cô ta mất. Rồi sau khi mất á, cô ta sanh lên trời Đâu Xuất, và nhờ tinh tấn tu tập á, rồi từ từ đắc quả Thánh A-la-hán, giải thoát hoàn toàn. Rồi cái người con trai duy nhất của ông ta đó là ông ta cũng không có biết bất cứ một cái điều gì, ông muốn có nghe pháp gì của Phật hết trơn á, hằng ngày chỉ miệt mài trong cái việc mà làm ăn buôn bán, chỉ muốn làm giàu mà thôi đó. Ông Cấp Cô Độc này đó mới tìm cách để mà khuyến khích con mình hướng về tam bảo, muốn hướng con mình, khuyến khích con mình bắt đầu tu Bát Quan Trời Giới, bằng cách là khuyến khích là nếu mà con tu Bát Quan Trời Giới một ngày đó thì cha sẽ trả 1.000 đồng vàng. Thì vì thích tiền á, cho nên người con trai bằng lòng, và từ từ nhờ cái sự tu tập Bát Quan Trời Giới, nhờ nghe giảng pháp, thì tâm của vị này đó từ từ được hoán chuyển. Và cho nên mỗi tuần mà khi nghỉ buôn bán ngày nào thì con trai này thường cùng gia đình đến chùa mà thọ Bát Quan Trời Giới. Ở đây ha, chúng ta thấy đó, nhất là quý vị mà có con cái nhỏ đó ha, thì đôi khi nhất là ở Mỹ này, mình đi chùa, mình hiểu Phật pháp, mình biết được cái sự lợi lạc của việc mà tu tập của mình, càng tu tập tâm mình càng an lạc, càng thanh thản. Nhưng mà con cái mình á, đôi khi không có hiểu Phật pháp, nhất là khi đến chùa không có hiểu tiếng Việt, khi mà quý thầy quý cô giảng pháp á,
rồi mình để con cháu ở nhà, rồi từ từ khi các con cháu mình nó lớn lên, đi học đại học, rồi có vợ có chồng có gia đình, càng ngày càng xa đạo, không có biết về Phật pháp, vì xung quanh chúng ta đó là những người dân bản xứ, bước ra một góc đường là một nhà thờ, nó khác với Việt Nam. Nam là có chùa chiền nhiều và cái ngôn ngữ chính là ngôn ngữ tiếng Việt, cho nên sinh ở xứ đó, sinh ở Việt Nam thì rất dễ dàng thuận tiện để học hỏi về Phật pháp, nhưng xứ này lại khác. Nên nếu mà chúng ta không có cố gắng đó, hướng dẫn con em mình về chùa đó, thì sau này mình có thể mình hiểu Phật pháp đó, nhưng con em mình lại đi xa đạo, nhiều khi bị cải đạo. Nhưng điều đây là điều mà chúng tôi thường trăn trở đó. Nên nếu vị cố gắng tạo một phương tiện cho con cháu mình đến chùa, chúng tôi mới có cơ hội để dạy các em. Và đương nhiên cũng như ông cấp cô độc đây ha, gần như là ông thưởng người con của ông mỗi lần mà đi học bác phần trai giới hoặc là nghe giảng pháp, thưởng 1.000 đồng vàng. Rồi sau này nhờ thấm nhuần Phật pháp nên cậu ta không có cần nữa. Thì đối với con cháu mình cũng vậy, có thể dùng phương tiện này phương tiện nọ để khuyến khích con cháu mình đến chùa, để từ từ các em thấm nhuần Phật pháp, từ từ các em sẽ hiểu Phật pháp, hiểu cái quý của Phật pháp thế nào. Như chúng ta đó, đó là cách mà chúng ta hướng dẫn con cháu mình, hướng dẫn người thân của mình. Như chúng tôi thường trình bày đó, chúng ta tu không phải tu riêng cho mình, mà tu cho những người thân, những người xung quanh của mình. Như chúng tôi thường trình bày đó, nếu mình muốn an thì mình phải giúp những người khác tâm được an. Như trong kinh Niệm Phật Ba La Mật, 10 cái loại tâm đó. Thì nếu mà chúng ta tu tập ở chùa hay nghe giảng pháp, tâm mình được an. Nhưng mà nếu mà chồng con mình, vợ con mình, người thân mình ở nhà, họ bị phiền não vận động, họ không có điều phục được tâm của họ, thì đương nhiên cũng ảnh hưởng đến mình. Đến chùa tâm an lạc, về nhà lại có những cái phiền não vận động, thì những cái sự an lạc đó từ từ nó bị mất, bị che mất đi. Nên mình phải giúp cho người thân của mình hiểu Phật pháp, đó chính là mình giúp mình được cái tâm an đó. Nên tùy theo duyên, mình cố gắng, con cháu mình có thể không hiểu tiếng Việt, mình có thể dùng tiếng Anh, hoặc là lấy những kinh sách bằng tiếng Anh, hoặc là nhờ quý thầy quý cô hướng dẫn vân vân ha. Và có nhiều cái vấn đề nữa, nếu mà mình không có biết hướng dẫn con mình, và đây chúng tôi cũng nói nhiều lần đó, thì đây là cái hiện trạng ha, của đạo Phật của chúng ta, nhất là trong cộng đồng Phật tử chúng ta đó. Đôi khi cha mẹ là Phật tử thuần thành, nhưng khi mất á, con cái lại mời những người theo ngoại đạo đến mà làm lễ đó. Thì đương nhiên á, chắc chắn không thể nào mà siêu thoát được. Nên mình giúp con cái mình hiểu Phật pháp, và chính gia đình mình cũng được êm ấm, và chính trong tương lai ha, nếu có gì cũng sẽ biết Phật pháp chút ít, mà thỉnh quý thầy quý cô đến mà hộ niệm cho mình, làm lễ theo truyền thống Phật giáo. Và không những là hiện đời nữa, nếu mình gieo duyên được cho các em, các con cháu mình, người thân mình biết Phật pháp, thì trong những đời tương lai các em hay những vị đó cũng có duyên lành với Tam Bảo. Đó là mình tạo công đức lành thiện cho mình, cho người thân của mình. Và cũng có những lúc có thể họ biết Phật pháp sau mình á, mà có thể là họ có căn lành trong quá khứ, có thể là tu tập tinh tấn hơn mình, họ đi trước mình, đi nhanh hơn mình nữa, thì họ là những người mà giúp mình tiến tu trong đạo, trong đường tâm linh nữa ha. Thì trở lại
cái câu chuyện này đó, câu chuyện của người con cũng tốt cô độc đó, thì cứ mỗi lần mà đến nghe giảng kinh thuyết pháp thì ông cấp cô độc mới tặng, mới cho người con mình đồng tiền vàng. Nhưng mà từ lúc mà thấu hiểu Phật pháp, sau một ngày nào đó đó, ông ta nghe Phật thuyết pháp cho nên chứng quả tu đạo hoàn, nhập lưu, nhập vào dòng thánh đó, thì không còn cha mình cho tiền nữa. Và vị này trở thành một trong những thí chủ ha, vì hộ pháp theo ông có câu độc mà hộ pháp cho Phật. Cho nên người ta gọi vị này gọi là thiếu thường quân, là vị mạnh thường quân trẻ đó. Rồi, anh này đó lập gia đình với một cái cô này là cô em gái của chủ đại hội pháp của Đức Phật và Visakha. Thì sau này đó ha, vì cứ nhớ ha, bên nam á pháp của Phật pháp là ông có cô độc, bên nữ á nữ hộ pháp đó là bà Visakha, mà dịch ra tiếng Việt gọi là Nguy Trang. Và bà này đó là vô của một bá hộ trong vùng, và nhờ bà Visakha này thấm nhuần Phật pháp, cũng phát tâm như cấp cô độc vậy. Trong những bài kinh khác cũng có nói đó, bà Visakha này phát nguyện suốt đời cúng dường các vị tăng bị bệnh, cúng dường thuốc á, rồi cúng dường áo mưa, vân vân, những vật cần dùng cho chư tăng đó. Và bà ta nhờ cái đức, cái phước á, mình khi mà về nhà chồng độ được người cha, vì người cha chồng này đó có những lúc trước đó đó có những cái phiền não mà muốn tự hại mình. Nhưng mà bà Visakha này dùng pháp để khuyên lên, mà cuối cùng ông ta tránh những cái phiền não đó, để có cuộc sống bình thường. Nên từ đó về sau mà ông ta rất là kính trọng người con dâu của mình, tức là bà Visakha này. Để sau này có duyên tôi sẽ nói về bà Visakha. Thì cái cô em của bà này đó là sư cha ta, là lấy người con trai của ông cấp cô độc á. Ngược lại với bà Visakha đó là một vị đại tín nữ của Đức Phật, thì cái cô này đó không có cái tâm hiền lành. Cô ta ý lại cái sự giàu có của gia đình của mình, vừa gia đình của cô ta mà vừa gia đình của chồng, cho nên cô ta lấy làm rất là kiêu ngạo, kiêu hãnh, bắt bẻ, chà đạp người khác, hay là hành hạ những người hầu vân vân. Cô này bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng đánh đập những người hầu, lúc nào cũng chửi mắng người khác, nên không có tôn trọng cái gia giáo trong gia đình, nên không có ai mà kính mến, kính trọng cô ta. Thì chúng tôi nghĩ rằng đã nói với câu chuyện này đó, là một hôm Đức Phật ngài được ông Cốc Cô Độc thỉnh đến nhà để mà thổi trai. Thì sau khi mà thổi trai xong thì tự nhiên Đức Phật này nghe cái tiếng la mắng ở dưới nhà bếp á, nhà sau đó. Thì lúc đó ngài mới ngưng thuyết pháp, mới hỏi ông cấp cô độc tại sao mà có những tiếng ồn ào như vậy. Ông cấp cô độc mới bạch Đức Phật là con có một con dâu ngỗ nghịch, thường xuyên la mắng, không có biết kính trên nhường dưới vân vân. Thì kính thỉnh Đức Thế Tôn chỉ dạy, giáo huấn
đồ cho cô con dâu của con. Thôi thời gian đã hết thì chúng tôi xin tạm dừng ở đây ha, để kỳ sau chúng tôi sẽ trình bày tiếp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.